Thưa đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan ở Trung ương. Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Các đồng chí lãnh đạo các địa phương bạn. Thưa các vị đại biểu quốc tế, các quý vị đại biểu, khách quý, đồng chí và đồng bào. Hôm nay tại thành phố biển Phan Thiết xinh đẹp, Thanh Bình, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo, các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương và các địa phương bạn về dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong niềm vui chung, tôi xin được thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và với tình cảm cá nhân, xin được chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận anh hùng cùng toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý với những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, Bình Thuận nằm trên tuyến hành lang kinh tế Bắc Nam, kết nối tiểu vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Bình Thuận có những lợi thế khác biệt, nổi bật về vị trí địa lý, vị thế địa chiến lược trong thời đại hội nhập mở cửa, trong kỷ nguyên của biển và đại dương và xu thế chuyển đổi xanh toàn cầu. Phát huy những tiềm năng thế mạnh đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận đã liên tục và nỗ lực phấn đấu, phát huy bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, vượt qua khó khăn, phát triển mạnh mẽ, khẳng định là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng. Điều đó đã được thể hiện qua những con số hết sức ấn tượng. Quy mô nền kinh tế đã tăng gần 25 lần so với năm 1992, thời điểm mà Bình Thuận tái lập đại tỉnh. Tổng sản phẩm nội tỉnh GDP năm 2023 tăng 8,1% so với năm 2022 và xếp 14 trên 63 tỉnh và thành phố trên cả nước, xếp 4 trên 14 các tỉnh vùng Bắc, Trung Bộ và Duyên Hải, miền Trung. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, kết nối, chia sẻ. GDP bình quân đầu người ước đạt 87 triệu đồng trên một người và đang có xu hướng tăng rất là nhanh trong những năm qua. Trong bối cảnh tăng trưởng của cả nước năm 2023 hết sức khó khăn, có thể nói những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận là đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Tôi xin được thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xin ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua. Thưa các đồng chí, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu đưa vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ trở thành vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Với điều kiện và lợi thế riêng của Bình Thuận được xác định trong bản quy hoạch hôm nay mà chúng ta vừa nghe trình bày, Bình Thuận là một trong những trung tâm công nghiệp về năng lượng sạch, du lịch biển là kinh tế mũi nhọn gắn với du lịch sinh thái, là một trong những điểm đến của con đường di sản miền Trung. Bình Thuận sẽ trở thành tỉnh phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh giàu lên từ biển. Tuy nhiên, quy hoạch tỉnh Bình Thuận được công bố hôm nay mới chỉ là sự khởi đầu mang tính định hướng về không gian phát triển trong sự liên kết giữa các tỉnh thuộc tiểu vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, cũng như với các vùng kinh tế xã hội đặc khác, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Như tôi đã nói thì hiện nay cùng với quy hoạch tỉnh, thì hiện nay quy hoạch vùng cũng đang được trình Chính phủ chuẩn bị phê duyệt. Cái việc mà kết nối giữa Bình Thuận với các tỉnh trên liên kết vùng là hết sức quan trọng. Điều này nó sẽ phát huy được các cái thế mạnh toàn diện của Bình Thuận. Sau đây thì tôi xin được mạnh dạn chia sẻ
với các đồng chí một số suy nghĩ, điểm nhấn cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Ninh Thuận. Như tôi đã nói trên, thứ nhất là cái việc quán triệt đầy đủ sâu sắc nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 là hết sức quan trọng. Bởi vì cái quy hoạch tỉnh ta đây mới mang tính định hướng. Muốn có một cái diện mạo và đánh giá đầy đủ các tiềm năng tự nhiên thì quan trọng là chúng ta phải thực hiện cái nghị quyết 06. Coi phát triển đô thị là một trong những giải pháp, mục tiêu, động lực để gắn đô thị với kinh tế đô thị để phát triển của tỉnh nhà chúng ta. Trong nghị quyết 06 đã nói rất là đầy đủ nên tôi không nhắc lại. Trong đó có cái việc xác định cái mục tiêu phải phát triển được các cái đô thị. Mà muốn phát triển đô thị thì phải phát triển được các hệ sinh thái, kinh tế, công nghiệp, dịch vụ đi kèm. Bởi nếu không có cái phát triển này thì không có đầy đủ được các cái nguồn nhân lực và tạo ra những điều kiện cần thiết để thành lập các cái đô thị. Nên việc quán triệt nghị quyết 06 đó là điều tôi rất mong muốn các đồng chí ngay từ khi có quy hoạch này thì chúng ta phải tính toán để thực hiện theo các cái luật. Đặc biệt hiện nay chúng ta đang xây dựng và điều chỉnh lại cái luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Trên thực tế thì để phát triển một đô diện mạo của nông thôn chính là chuẩn bị cho phát triển đô thị. Và cái quy định pháp luật về phát triển nông thôn hiện nay có thể nói là còn rất ban đầu mà chúng ta đang tiếp chuẩn bị để hoàn thiện các quy định này. Thì tôi rất mong là Bình Thuận trên những kinh nghiệm của địa phương mình, đặc biệt là những cái vấn đề tồn tại của các đô thị trong cả nước thì chúng ta đều biết. Đó là vấn đề ô nhiễm môi trường, đó là vấn đề liên quan đến tài nguyên nước mặt, nước ngầm, các dòng sông đi qua các cái đô thị của mình. Đó là vấn đề ùn tắc giao thông, đó là vấn đề ngập lụt, đó là vấn đề liên quan đến sự đồng bộ của kết cấu hạ tầng, đó là vấn đề quản trị, mật độ dân số, vân vân và vân vân. Thì đây là những điều mà tôi rất mong là Bình Thuận sẽ ít nhất là sẽ không đi vào những cái tồn tại mà hệ thống đô thị trong cả nước của chúng ta, đặc biệt kể cả những đô thị lớn hiện nay đang gặp phải. Bình Thuận cần tiếp tục tận dụng được lợi thế, như tôi đã nói, một cái vùng đất đầy nắng và gió tươi đẹp. Đây chính là lợi thế để phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, thủy điện tích năng. Tôi muốn nhấn mạnh là năng lượng tái tạo và thủy điện tích năng. Đối với Bình Thuận, đây là một vấn đề tôi cho là có tính đột phá trong phát triển. Bởi vì Bình Thuận phải nói là các con sông nội tỉnh và cái lượng nước để phân bố ở các vùng Bình Thuận, lượng mưa chia thành hai vùng thì cái khu vực mà vùng núi là lượng mưa rất thấp, độ dốc thì rất là dốc. Nên nếu chúng ta chú ý phát triển những cái hệ thống hồ, sông hồ và thủy điện tích năng thì chính đấy là giải pháp để chúng ta phát triển năng lượng tái tạo. Chỉ có phát triển thủy điện tích năng, tức là những cái pin chứa năng lượng lớn. Nhưng mà thủy điện tích năng chính là cái nơi để tích trữ cái nguồn nước vô cùng quý giá của Bình Thuận. Cái điều này tôi muốn nói như vậy. Ý thứ hai tôi nói ở đây là mang tính chất là đột phá để cho Bình Thuận khác biệt với các địa phương khác. Chính là gió và nắng, tiềm năng phát triển năng lượng, thủy điện tích năng. Và điều này chính là một cái nguồn hấp dẫn mạnh nhất đối với các nhà đầu tư trong xu thế hiện nay. Bởi vì khi mà cái thuế CO2, khi mà chúng ta đặt mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính, khi mà trong mọi sản phẩm hàng hóa đều phải lượng hóa là cái chi phí để xử lý CO2, thì cái năng lượng xanh chính là cái sự hấp dẫn thay thế những cái hấp dẫn trước đây là nguồn nhân lực giá rẻ, tài nguyên đất đai và miễn thuế vân vân. Mà đây chính là cái sức hấp dẫn mới của chúng ta. Nên Bình Thuận phải coi đây là những vấn đề về đầu tư cần phải ưu tiên cao nhất. Và như tôi nói là ưu tiên đa mục tiêu. Nói vấn đề này thì tôi cũng phải nói luôn. Cái nguồn tài nguyên sắp tới của chúng ta không phải là titan, không phải là các cái mỏ dầu khí v.v. nữa. Nó sẽ cạn kiệt.
nguồn tài nguyên mới của chúng ta chính là tài nguyên năng lượng tái tạo. Nguồn tài nguyên mới của chúng ta chính là tri thức, chính là nguồn nhân lực. Và nhân tài chính là động lực mới. Và tôi tin rằng là Bình Thuận với những cái quyết tâm, khát vọng và cái sáng tạo của mình thì sẽ làm được một điều, đó là sẽ chuẩn bị thật tốt cái nguồn tài nguyên tương lai, đó là tài nguyên con người. Những con người được đào tạo, được nắm bắt những tri thức để tập trung vào những ngành kinh tế mũi nhọn phát triển của mình đặt trong bản quy hoạch này. Nếu chúng ta thiếu nhân tài, thiếu nguồn nhân lực thì chúng ta không thể đưa ra được một bản quy hoạch chi tiết mà đáp ứng được các yêu cầu trong tương lai với cái mục tiêu khát vọng của chúng ta ở đây. Việc phát triển kết cấu hạ tầng của Bình Thuận, tôi muốn nhấn mạnh vừa nói đến cái phát triển đô thị như là một động lực của kinh tế. Tôi muốn nói đến vấn đề phải phát triển đồng bộ hạ tầng. Để chúng ta khắc phục được mười mấy cái vấn đề mà tôi vừa nêu, trong đó thì có những vấn đề là đô thị phải tiếp cận theo hướng mới, đó là các đô thị sinh thái, đô thị xanh và thông minh. Và chính đô thị xanh, thông minh với bảo tồn các di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể rất giàu có của tỉnh Bình Thuận, thì tôi cho rằng đây chính là tài nguyên để phát triển ngành công nghiệp du lịch, phát triển công nghiệp du lịch. Và như vậy, để thực hiện phát triển hệ thống đô thị, nói đến hạ tầng, tôi đề nghị Ninh Thuận là nghiên cứu cái kết luận gần đây của Bộ Chính trị, kết luận số 72 về tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để phát triển đồng bộ hạ tầng. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là phát triển đồng bộ hạ tầng với tư duy phát triển một đô thị thông minh. Trong đó các đô thị phải có các cái phương tiện, đúng không? Hạ tầng đa mục tiêu. Trong đó giao thông phải gắn với vấn đề thủy lợi. Giao thông thủy lợi phải gắn với vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu. Và hạ tầng năng lượng, hạ tầng số phải gắn và kết hợp đồng bộ với nhau để đảm bảo cái hiệu quả trong đầu tư. Cái điều này thì tôi muốn nhấn mạnh và lưu ý đối với Bình Thuận. Thực tế mà nói là Bình Thuận đã có một cái chặng đường phát triển, và có lẽ cũng như nhiều cái kinh nghiệm đã cho thấy ở các địa phương khác thì Bình Thuận cũng đã có nhiều cái kinh nghiệm có thể nói là cần phải khắc phục cái tư duy quản lý và phát triển của mình. Trong quá trình để cụ thể hóa cái bản quy hoạch lần này, tôi nhấn mạnh là sẽ có quy hoạch chung về đô thị và nông thôn. Vấn đề này thì chúng ta đang tìm tòi và đang nghiên cứu để xây dựng và sửa đổi cái luật, đó là luật quy hoạch đô thị và nông thôn, và kỳ họp tháng 5 này sẽ trình với Quốc hội. Nói như vậy là chúng ta đang thiếu cơ bản những vấn đề về phương pháp luận, pháp lý để có thể triển khai một bước cụ thể tiếp theo để xây dựng các quy hoạch, trong đó có quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Chính vì vậy chúng tôi mong muốn là địa phương với cái mong khát vọng của mình, quyết tâm của mình thì cần phải phối hợp với các cơ quan như là Bộ Kế hoạch Đầu tư để làm sao giống như một số địa phương bạn mà đã làm được, Ninh Thuận đã làm được. Ninh Thuận đã huy động được cái tổ chức tư vấn có uy tín hàng đầu của thế giới để xây dựng cái quy hoạch của mình. Thì tôi nghĩ là kinh nghiệm này Bình Thuận cần phải làm để trong thời gian tới, là trong khi chúng ta không chờ luật, không chờ cần phải học hỏi tư duy, mà chúng ta phải tìm những cái nhà tư vấn khổng lồ có tên tuổi để giúp chúng ta xây dựng một cái lịch trình cả hàng trăm năm và một tương lai hàng trăm năm năm để phát triển cái tỉnh chúng ta. Cái điều này tôi rất mong muốn với Bình Thuận. Cái ý thứ ba thì tôi đã nói rồi, là tôi rất mong muốn là Bình Thuận sẽ có một cái nhìn tổng thể. Tức là hiện nay cái dự thảo quy hoạch vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Miền Trung, Duyên Hải Bắc Bộ và Duyên Hải Miền Trung thì đã được xây dựng rồi. Nên tôi rất mong muốn là khi xây dựng thì chúng ta cần phải kết hợp để làm sao nhìn nhận đánh giá đầy đủ hơn những cái lợi thế và những bất lợi của Bình Thuận để chúng ta có hoạch định những cái dự án cần thiết trong vấn đề kết nối hạ tầng. Chúng ta đã biết là du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn và Bình Thuận sẽ là một điểm đến trong con đường di sản. Ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh đến cái việc là đổi mới cái cách thức để chúng ta thiết kế xây dựng các cái sản phẩm du lịch. Ở đây tôi cho rằng là sẽ có 4 nhóm sản phẩm hết sức quan trọng.
đặc biệt là du lịch biển thì trong quy hoạch đã nói gắn với thám hiểm, thể thao biển, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng. Như vậy là có thể nói là ở Bình Thuận hoàn toàn có thể lựa chọn một cái điểm đến, nhưng mà điểm đến với cái sự kết hợp một cách rất là hài hòa giữa cái lĩnh vực mà nó sẽ hỗ trợ cho nhau, trong đó phát triển cái nghỉ dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh, tôi nghĩ là cũng rồi vấn đề thể thao, rồi du lịch biển, và đặc biệt là với Bình Thuận như tôi đã nói thì tài nguyên về văn hóa là một nguồn cảm hứng hết sức đặc biệt, có thể là đến đây khám phá rất nhiều năm cũng không thể khám phá hết được. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến công tác bảo tồn, công tác gắn với cái du lịch sinh thái biển rừng và cái văn hóa đặc sắc của các dân tộc của anh em của Bình Thuận chúng ta ở đây. Điểm cuối cùng tôi muốn nói đến là Bình Thuận thì có một cái tài nguyên mà trong tương lai tôi nghĩ nó hết sức quan trọng, đó là titan. Nếu nói về titan của Bình Thuận thì tôi biết là các thế hệ lãnh đạo của Bình Thuận là cái khó khăn vất vả đầu tiên đó là đồng hành cùng chính phủ để đánh giá cho được. Nhưng cuối cùng khi titan là ở bất cứ nơi nào của Bình Thuận cũng có titan, thì cái điều này nó cũng đang có những cái mâu thuẫn trong cái quá trình hoạch định cái phát triển kinh tế. Thì tôi muốn nói titan là hết sức quan trọng, là khoáng sản có quy mô lớn phát triển công nghiệp. Nhưng Bình Thuận đã cũng xác định được rất rõ cái quan điểm của mình là không đặt lợi ích về khoáng sản cao hơn lợi ích về môi trường, bảo tồn văn hóa và thiên nhiên. Cái này tôi đánh giá rất cao và tôi cho rằng là đây cũng là một điểm tôi muốn nhấn mạnh mà muốn đặt ra cái nhiệm vụ này cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của Bình Thuận. Tức là chúng ta có thể bảo tồn, giữ trữ những nơi nào mà tập trung có thể phát triển công nghiệp được và phát triển với công nghệ chế biến sâu, hàm lượng cao thì chúng ta làm. Còn nếu mâu thuẫn với công nghiệp xanh thì chúng ta không làm. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải rất hài hòa trong vấn đề lựa chọn cái ưu tiên của phát triển. Và một điểm nữa, có lẽ tôi điểm này thì tôi chỉ nói ở một góc độ rất là chung thôi, bởi vì không phải là chuyên gia. Bình Thuận thì có thể phát triển các ngành khác phi nông nghiệp, hoàn toàn có thể phát triển. Nhưng mà cái quan điểm về an ninh lương thực, tức là phải duy trì nông nghiệp, bởi vì cái cơ cấu lực lượng sản xuất của Bình Thuận chưa thể chuyển nhanh sang được công nghiệp hóa, đô thị hóa. Và cái điều này để đảm bảo cho sự phù hợp với cơ cấu kinh tế thì cái việc phát triển nông nghiệp là đương nhiên phải tiếp tục. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh là nông nghiệp của Bình Thuận thì phải tái cấu trúc lại vùng sản xuất, chế biến sâu và đặc biệt là phải gắn với cái hạ tầng thủy lợi. Bởi vì nếu mà nông nghiệp ở đây mà sử dụng quá nhiều nước và cơ cấu kinh tế nông nghiệp sử dụng quá nhiều nước thì cái điều này không cho phép Bình Thuận có thể phát triển một cách bền vững. Bởi vì Bình Thuận là địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai khắc nghiệt, nhất là cái tình trạng về khô hạn. Và cái việc quản lý ở đây tôi vừa nói ở trên ấy, là để bền vững ấy, và tạo ra một cái cảnh quan và tạo ra những cái gọi là kết hợp năng lượng tái tạo, đúng không? Thì rất mong Bình Thuận sẽ phát triển nhiều hồ ao hơn, đặc biệt là những vùng có lượng mưa lớn nhưng mà không giữ được nước, bằng những cái công nghệ hiện đại chúng ta phải tính. Và đồng thời chúng ta áp dụng phương án là thủy điện tích năng để đưa nước từ những nơi mà không giữ được nước trở về để lưu trữ nước và giải quyết bài toán về cân bằng về hệ thống điện. Đó là những điều mà tôi muốn nói. Và tất nhiên một điều chắc chắn là không thể không nói, đó là vấn đề phát triển tài nguyên nhân lực mới, tài nguyên con người. Tức là tôi mong muốn Bình Thuận không những là trung tâm công nghiệp mà cùng với sự phát triển của những ngành công nghiệp mũi nhọn thì Bình Thuận phải chuẩn bị cho mình nguồn nhân lực, hay nói cách khác là Bộ Giáo dục Đào tạo cùng với Bình Thuận phải đưa vào trong quy hoạch sắp tới cái hệ thống các trường đại học, các cơ sở giáo dục, các trung tâm nghiên cứu. Đây là một điều rất là quan trọng. Kính thưa các đồng chí, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cá nhân tôi sẽ luôn đồng hành với tỉnh Bình Thuận trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch
Song tôi mong muốn toàn tỉnh chủ động chuẩn bị hành trang về quy hoạch, cơ chế chính sách đặc thù, hạ tầng kinh tế xã hội, năng lượng, vân vân. Nói tóm lại là hôm nay tôi nghĩ là để bản quy hoạch này đi cuộc sống thì bên cạnh cái vấn đề cụ thể hóa một bước nữa như tôi đã nói thì Bình Thuận cần phải đề xuất một loạt các cơ chế chính sách trong những cái quan điểm và tư duy đổi mới lần này của quy hoạch với chính phủ, thủ tướng chính phủ, và bản thân những cái gì mà địa phương có thể đổi mới được trong cái thẩm quyền của mình thì chúng ta phải làm ngay từ bây giờ. Thì tôi cho rằng là và thủ tướng chính phủ cũng sẽ luôn đón chờ những cái đề xuất đổi mới sáng tạo của Bình Thuận để có những thay đổi. Chúng ta biết là đã có nhiều địa phương trong lúc mà luật pháp đang rất khó khăn thì đã đề xuất với Bộ Chính trị, đề xuất với Quốc hội để ban hành những cái nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù. Và lần này thì tôi cũng định hướng là tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cần phải có ngay một cuộc họp để đưa ra những cái cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh nhà nữa để thực hiện. Ngay trong lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ này và tầm nhìn đến 2050, chúng ta rất vui mừng được chứng kiến là ở trong khán đài này đã có rất nhiều các nhà đầu tư quốc tế và trong nước. Tôi tin rằng là không chỉ chính quyền, đảng bộ, nhân dân, chính quyền mà các doanh nghiệp sẽ là những người sẽ có những cái gợi ý, sẽ có những sáng kiến, sẽ có những đề xuất. Và đặc biệt khi đã gửi gắm niềm tin đầu tư vào đây thì chắc chắn là chúng ta cần xây dựng một cái môi trường thật là an ninh, an toàn và như tôi nói là một môi trường đáng sống, đáng đến và đáng đầu tư và tin cậy. Cái điều này tôi muốn nói đến cái vấn đề phải cải cách tất cả các thủ tục hành chính đang trói các cái nỗ lực của chúng ta. Thì tôi rất hoan nghênh các nhà đầu tư hôm nay và tôi cho rằng là những cái nhà đầu tư được trao giấy chứng nhận hôm nay, những quyết định hôm nay là những nhà đầu tư đã sẵn sàng tài chính, ý tưởng, nguồn nhân lực và địa phương phải chuẩn bị cho được cái môi trường, đúng không? Địa điểm, nguồn nhân lực, đúng không? Và cơ chính sách để cho các cái đầu tư này phát huy được cái hiệu quả để chúng ta cùng chia sẻ các cái lợi ích mang lại từ các dự án đầu tư. Tôi tin tưởng rằng tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo và khát vọng lớn lao của các cấp ủy, đảng, chính quyền, quân và dân Bình Thuận nhiều năm qua, lần này sẽ đưa tỉnh phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh, giàu từ biển, có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân trong cả nước. Cái điều này thì tôi cho rằng là với tốc độ tăng trưởng như vừa rồi là đã cao hơn rồi đấy. Nhưng mà tôi cho rằng là cái chất lượng tăng trưởng của Bình Thuận kể cả về số lượng và chất lượng sẽ tốt hơn trong thời gian tới. Với tinh thần đó, một lần nữa cho phép tôi được thay mặt Thủ tướng Chính phủ xin được chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận, kính chúc quý vị đại biểu, đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp theo, kính mời đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương và quý vị đại biểu khách quý. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận rất vui mừng, phấn khởi khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trân trọng trao tại buổi lễ long trọng này. Đây là chủ trương rất quan trọng, xác định mục tiêu, thiết lập tầm nhìn chiến lược và không gian phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, tôi xin tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh sẽ bám sát các quy hoạch, các nghị quyết của Trung ương
nhất là nghị quyết 06, nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, phát huy tối đa năng lực sáng tạo, tranh thủ thời cơ, tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội thời gian tới. Nhân dịp này, tỉnh Bình Thuận trân trọng cảm ơn Chính phủ, Hội đồng Thẩm định Quốc gia, các bộ ngành trung ương đã quan tâm, giúp đỡ, phối hợp để tỉnh hoàn thành quy hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, tập trung sức lực, trí tuệ của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các đơn vị tư vấn, các ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thành quy hoạch này. Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được ban hành sau khi tỉnh Bình Thuận hoàn thành việc tổng kết 30 năm tái lập tỉnh, rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm qua quá trình phát triển. Từ một tỉnh có rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân khái quát bằng ba từ: khó, khô, khổ, song bằng nhiều quyết tâm, nỗ lực, cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ đảng viên, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự tin tưởng, đồng hành, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, Bình Thuận đã vượt khó đi lên, kinh tế tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng dần hoàn thiện, bộ mặt đô thị nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, Bình Thuận đang trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp năng lượng và du lịch. Có thể ví von, ngày xưa Bình Thuận là cô gái có duyên, nhưng ở vùng xa xôi cách trở, khắc nghiệt, ít ai để ý. Ngày nay, cô gái ấy càng lớn càng xinh đẹp, chỗ ở và đi lại thuận lợi, nhà cửa khang trang hơn, chàng trai nào cũng muốn đến. Với những định hướng lớn được nêu trong quy hoạch tỉnh, với tiềm năng khác biệt, lợi thế nổi trội, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và nguồn lực con người, có thể nói Bình Thuận đã hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để biến những khó khăn, thách thức thành động lực phát triển, biến yếu tố bất lợi thành kho báu, biến tiềm năng thế mạnh thành của cải vật chất, biến cơ hội thành những thành tựu cụ thể để cất cánh phát triển, để Bình Thuận khai mở tiềm năng, tràn đầy sức sống, lồng gió ra khơi, cất cánh bay cao. Kính thưa Phó Thủ tướng Chính phủ, kính thưa quý vị đại biểu, quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có vai trò ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh, đã đề ra những mục tiêu rất lớn. Đến năm 2030, đưa tỉnh Bình Thuận trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững, mạnh giàu từ biển, có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của vùng và cả nước, là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển mang tầm quốc gia, quốc tế. Đến năm 2050, trở thành cực phát triển quan trọng của khu vực Duyên Hải Trung Bộ, có kinh tế biển phát triển mạnh, bền vững, cơ cấu kinh tế hiện đại, là trung tâm năng lượng sạch, trung tâm cung cấp dịch vụ du lịch quốc gia và quốc tế, y tế, giáo dục chất lượng cao, trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng và quốc gia, gắn với các đô thị biển hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao so với vùng và cả nước. Việc hoàn thành báo cáo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một nhiệm vụ rất quan trọng. Song chỉ mới là bước đầu tiên. Nếu chúng ta làm không tốt khâu triển khai tổ chức thực hiện, thì dù quy hoạch có hay, có tốt như thế nào cũng không có ý nghĩa. Do đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành,
các địa phương, toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy mọi lợi thế, huy động mọi nguồn lực, thích ứng mọi biến đổi, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vượt qua mọi thách thức để thực hiện thành công các mục tiêu theo quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt và hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, trở thành nơi đáng sống, điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Và chúng tôi có niềm tin vững chắc, cam kết sẽ thực hiện thành công những mục tiêu và khát vọng đó. Kính mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành, trung ương, các địa phương vàng và các nhà đầu tư quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ cho tỉnh Bình Thuận phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Hương Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương và quý vị đại biểu đã quan tâm tham dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kính chúc các đồng chí và quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.